Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa chị ở quận 11. Dạ thì hôm nay em cũng thực thi làm theo lời của chị thì cũng có giúp đỡ cho bà con ở vùng biển hồ. Thì ở đây là bà con ở vùng biển hồ gì rất là nhiều. Anh lại vô ngồi giùm em đi. Thì ở đây có em phát tổng cộng là 90 phần gạo. Một phần gạo là trị giá là 112.000, tức là một một ký là 16.000. Thì là mình ăn gạo nào thì mình phát gạo nấy. Thì kính thưa chị, với nghĩa cử cao đẹp của chị thì Đức Thầy có cho biết là ăn không hết lo dành lo cắt, đem bạc trăm cúng Phật làm chi. Phật Tây Phương vốn tánh từ bi, đâu túng thiếu mà quên mà tở. Cùng cả tiếng kêu dân ơ hở, hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm. Đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hẳn đúc chuông đồng Phật bự. Không làm phước để làm hung dữ, rồi vào chùa lại Phật mà trừ. Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư, dụng tâm ý chứ không dụng vặt. Thì ở đây bà con đang lợi lai gai thì nơi đây thì em cũng có kêu những bà con ở vùng biển hồ vì vẫn biển hồ đó trở về đây cũng rất là khó khăn, và có kêu những cái người dân ở Bình Dương thành phố về đây thất sở, cũng có kêu những cái người mà bệnh hoạn, người già neo đơn thì có rất là đông. Thì ở Khánh An của em là giống như một xã mà chạy ra một xã rưỡi vậy đó chị. Thì ở đây cái nghĩa cử cao đẹp của chị đã dòm ngó được ở nơi địa phương của em, cho bà con, giúp đỡ cho bà con của em một cơn mưa từ bi, tức là 90 phần gạo. Một phần gạo là một bịch trị giá là 7 ký, tức là một bịch gì là 90 phần. Thì em cũng không biết nói gì hơn, cũng xin tri ân tấm lòng của chị và hồi hướng công đức phước đức này cho gia đình của chị, của quyền thất tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp được siêu sanh về nơi cõi thọ, còn hiện tiền thì được già mạnh khỏe an lành, phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Dạ em xin cảm ơn. Thì trước khi mà em vào chương trình để cho bà con, thì ở đây bà con đồ cũ này bà con cứ lựa thoải mái ha, cứ lựa thoải mái thì Quốc Tạo sẽ kiếm đồ thêm nữa cho bà con, cung cấp thêm nữa cho bà con. Còn ở đây thì có nhiều cô bác ở vùng biển hồ vậy. Dạ ở đây cô bác nào ở sống ở trên biển hồ à, xin cho hỏi cô. Vậy vô mình thôi, vô mình tâm sự với cô đi. Cái cô này cũng ở trên biển hồ vậy nè. Dạ cho để hỏi thì mình tên gì ạ? Kim Thị, Nguyễn Thị Thị. Dạ. Để thấy cô có cái gọng đó là mình cô bị cái giò cô bị gì? Bị gãy cổ không rồi. Dạ. Một năm mấy năm rồi. Dạ. Được. Rồi có con cái gì giúp đỡ cho con mình? Con thì con có vợ nữa luôn, thằng. Có nghĩa là nó lo cái bản thân nó còn dạ. Xong chứ lo cho mình ha. Con có biết là ở vùng bãi của mình là dân biển hồ gì đó rất là đông vậy, lúc trước cô ở chảnh gì hay sao? Dạ. Chảnh gì? Dạ. Ở trên Campuchia ha, cái mình về đó cái mình tá túc ở đó, mình sống ở đó. Nhưng dạ cho con hỏi thì dân ở biển hồ gì có rất khó khăn đó con. Dạ. Dạ, đa số là mình làm mình thuê làm cá này kia ha. Dạ. Thôi bây giờ mình bỏ nghề làm cá của ha. Là niệm Phật đó cô. Dạ. Vậy đâu có mặn được nữa, giờ niệm Phật ở nhà. Dạ, niệm Phật đây cô, chứ giờ làm nó cũng không có dư dả đâu, thấy cuối cùng cũng mang cái nghiệp thôi. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Ở đây bà con cô bác ở đây rất là hiền hậu luôn mấy chị ơi. Ở đây mấy hôm nay là tầm cỡ một tháng ngoài, trên tháng ngoài đó thì không có cho gạo gì hết trơn á. Bà con cũng lại hỏi chú Tạo ơi, có mạnh thường quân nào cho gạo không. Bà con ở đây khổ lắm, một xã thành ra một xã gửi đó quý vị. Thì ở đây chỉ cần gạo thôi, nếu bà con nào có tấm lòng hào hiệp thì ở đây giúp đỡ cho địa phương của Quốc Tạo, tức là nơi đây là dân biển hồ gì rất là đông, dân thành phố, dân Bình Dương, rồi dân ở Đồng Nai nữa, làm mướn làm thuê cái gì rất là đông luôn, cho nên là rất là khổ khó. Và ở đây bà con người ta rất là chịu niệm Phật luôn, nói vậy kêu ai ta cũng niệm Phật hết chứ đó, vậy đó. Thì thôi bây giờ cũng mình sẽ tâm sự gì thôi ha, để buổi này giờ này là buổi chiều rồi thì nóng nực, nó cũng rất là nóng nực, cho nên là mình sẽ kết thúc chương trình để phát gạo cho bà con, cho bà con về. Thì trước khi phát gạo đó thì Quốc Tạo cũng có một đôi lời với bà con là dạ mình giữ trật tự giùm ha. Mình khổ mình nghèo là do mình thiếu phước, mà mình thiếu phước thì mình muốn tạo phước ở đâu thì mình tạo phước rất là dễ luôn quý vị, không cần phải xuất tiền ra, nhưng mình chỉ có là niệm Phật thôi là có phước. Cho nên thì khi bà con nhận gạo thì bà con chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi là được, không cần cảm ơn. Thì chúng tôi xin hồi hướng tất cả công đức phước đức hôm nay phát gạo cho Mạnh Thường Quân, cô ở quận 10 đã gửi Quốc Tạo 10 triệu để kêu phát gạo cho bà con. Thì xin cảm ơn cô nhiều lắm. Thầy nói là ăn không hết lo dành lo cắt, đem bạc trăm cúng Phật làm chi. Phật Tây Phương vốn tánh từ bi, đâu túng thiếu mà quên mà tở. Hay là hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn họ đúc chuông đồng Phật bự. Dạ xin chân thành cảm ơn. Dạ Nam Mô Di Đà Phật.
Dạ thì thôi bây giờ mình cùng nhau mình thành tâm mình niệm ba tiếng Phật nha bà con. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ chúng tôi xin được hướng công đức niệm Phật này cho bá tánh vạn dân tiêu tai tịnh sự giải thoát mê ly, cho tất cả bà con nơi đây được mà hạnh phúc an lành và quay lại con đường Phật pháp cùng với quốc tạo để chúng ta cùng được giáng sanh về miền cực lạc. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thì quốc tạo xin mời bà con mình đứng dậy và mình xếp hàng 4-5 hàng, rồi ban tổ chức mình sẽ khiêng gạo ra cho ở đây là cho dùm với phát cho gạo. Rồi anh gom đồ sát cho đó cho em, anh gom đồ sát cho đó rồi. Đi đặt cái đôi dép của anh này để mắc dép ta. Cứ sát cho đó dùm đi. Rồi vậy được rồi chú. Rồi ai lấy thì cho lấy. Rồi bà con sắp hàng dùm cho đệ dùm 4-5 hàng đi bà con. Cái mình từ từ mình nhận bà con nha. Mình cuốn cái này lại đi. Cho cuốn lại cái bà tám. Dạ cho cuốn lại chị, cho em cuốn này lại cái chị. Rồi vậy đó bà con, cái sắp hàng đi, cái lãnh ai cũng có hết trơn á, không có phiếu cũng được lãnh luôn. Không chị từ từ đi chị, cứ sắp hàng vô đi, sắp hàng vô đi chị, sắp hàng vô đi. Vậy đi mình nề nếp đi chị, cho bà con người ta giờ người ta thương mình. Rồi đây con làm tiếp nè, đi ra. Xách giùm nè, xách giùm bà nha. Giỏi quá. Biết niệm Phật không? Biết hả? Nam mô A Di Đà Phật. Giỏi quá. Rồi giỏi quá giỏi. Rồi vô nhận thiếu kìa. Bà vô trong đi. Đừng giỡn con. Bà con từ từ đi. Chở hết rồi đúng không? Từ từ đi. Rồi từ từ đi. Bà con lãnh dạo niệm Phật cho bà con ơi. Rồi Nam mô A Di Đà Phật con. Quá dễ thương. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi quá dễ thương. Rồi dài. Rồi cảm ơn luôn. Cứ lãnh dạo niệm Phật là được rồi bà con. Cứ lãnh dạo niệm Phật. Rồi vô hiếu phải không? Rồi đợi một chút. Từ từ đi bà con, vậy đó. Ai có hiếu là có được hết trơn á. Có hiếu là vô đây con, có hiếu vô sắp nha con. Rồi, có đưa hiếu được gạo ta. Rồi niệm Phật đi, niệm Phật đi. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn chị luôn. Chưa, mấy người mới. Rồi. Ai có hiếu thì lãnh trước hết đi, còn không có hiếu thì tôi cho tiếp theo. Có hiếu vô đi chị. Có hiếu không? Vô đi. Vô đi con. Lãnh gạo niệm Phật là được rồi con. Lãnh đi. Lãnh đi gạo còn nhiều lắm mà. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Rồi. Con không có hiếu phải không? Rồi để con có hiếu vô lãnh đi chú. Rồi ai còn phiếu không? Còn phiếu ở đây. Rồi vậy là mình bắt đầu những không phiếu đứng chị đi, mình lãnh luôn nè. Cái gì không phiếu phải không? Đây mấy người, ba người phải không? Rồi ba người, đây hai người đó phải không? Đây nó cô nãy nè, rồi vô mình không phiếu lãnh đi, lãnh đi quý vị. Cô có phiếu không? Lãnh phiếu rồi mà tính lãnh cho cái gì? Lãnh cái gì phải không? Rồi cô đợi tí để đợi sợ gì? Cô đợi tí. Rồi ai cứ. Rồi còn ai nữa không? Bây giờ cái những cái này là những cái người còn thiếu á, cái còn thiếu anh, cái sợ tao lại tao lãnh nữa anh, rồi mình không có anh vậy đó. Rồi cái bán rồi. Rồi chị nói với vợ tôi giùm, nói vợ tôi giùm. Rồi cứ đứng đây anh quay anh nói chuyện cho nó cho, đứng đây quay đi. Gần cho xuất sắc. Dạ kính thưa cô, ở quận 11 thì vừa qua thì em phát trên dưới 90 phần quà, thì còn tầm lợi mười mấy phần thì đợi cho những người ta đi làm chưa về đó, người ta sẽ lợi ta nhận sau. Còn những phần phát sinh là những phần đó là của em. Rồi em xin chân thành cảm ơn và xin hồi hướng công đức phước đức này cho gia đình của chị tiêu tai tịnh sự giải thoát mê ly, và cho sẽ
của quyền Thất Tổ cũng như những người hiện tiền được găng Tăng Long Phước Thọ phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Chị em xin chân thành cảm ơn chị và cảm ơn quý bà con có gỡ gạo thì cứ liên hệ với đệ sẽ phát cho bà con nghèo. Đây nè, quý vị thấy nè, bà con nghèo không nè, thấy không đó, rồi cảm ơn nè, quý vị thấy không, bà con nghèo rất là đông luôn nè. Bất cả cho một cái là lúc nãy là nó cứng một cái đường này luôn nè, cứng chỗ này luôn nè. Thôi chào quý vị nghe, để Quốc Tạo quay cái bản niệm Phật cho bà con xem. Quốc Tạo có cái bản niệm Phật này, Quốc Tạo rất là tự tin luôn. Ai đi ăn đây cũng niệm Phật hết trơn. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam mô A Di Đà Phật. Cư sĩ Quốc Tạo xin mến chào quý bà con, cô bác trong nước và ngoài nước xa cùng gần kính mến. Thì hôm nay tới cử làm giàu của Quốc Tạo. Thì ước tính hôm nay sẽ làm từ 30.000 chai. Thì làm từ sáng tới giờ này tầm cỡ 2 giờ rồi mà chưa xong ha, chắc cũng độ từng 4-5 giờ mới xong. Mà ở trong số lượng bà con làm ở đây cũng rất là đông ha, tầm cỡ mười mấy người luôn. Thì cũng sắp tới cử làm rượu rồi. Thì bây giờ trước tiên cũng báo cho bà con một tin vui là hiện giờ đó là dầu Quốc Tạo là được nghiên cứu ra nhiều loại thuốc bắc, tổng cộng là 21 vị thuốc bắc. Còn hương thì hôm nay là tổng cộng là có 3 vị hương. Thì ba vị hương này thì xin .. ha, tại vì ở trên mạng thì có nhiều người ta cũng có giả dầu Quốc Tạo rất là nhiều, cho nên là bà con có cần gì trực tiếp gọi Quốc Tạo sẽ không có bị dầu giả ha. Còn cái loại dầu giả thì nó như thế nào thì Quốc Tạo sẽ phân tích trong cái những cái clip sau cho bà con nghe. Ví dụ như là mình sức lâu quá thì nó bị tanh, rồi nó bị thơm ít, rồi nó bị lỗ mũi nữa đó. Còn dầu Quốc Tạo thì trái nghịch nữa hết, thơm thì trên 2 tiếng và 3 tiếng, còn sức hoài không lỡ lỗ mũi, không tác dụng phụ ha, bảo đảm 100% luôn. Đây là thuốc bắc hoàn toàn luôn ha, không có tác dụng phụ. Thì sẽ ngắt những cái đoạn mà để cho bà con người ta ngâm dầu ha, tại cái công thức đó rất quan trọng, cho nên Quốc Tạo sẽ không quay, Quốc Tạo sẽ quay những cái người ta làm dầu thôi ha. Đây nè quý vị, cái này là ở dưới đáy của cái chai nè, có một lớp ở dưới đây kêu bằng cái người ta kêu bằng cặn đó, còn ở đây kêu bằng là thuốc bắc. Thuốc bắc mình để vô nó có một vị giống như mình để vô cái cây gì quý vị. Còn bây giờ mình không để vô cây thì mình xay thuốc bắc mình để vô đó. Còn cái màu thì đậm đặc luôn ha, bà con thấy không, màu đậm đặc luôn ha. Chứ này là ngâm trên một tháng mấy, hai tháng rồi đó, cái dầu này á. Nếu mà ngâm như thế này đó là Quốc Tạo chuẩn bị rất là nhiều và chuẩn bị rất là lâu, cho nên mới có được cái sản phẩm như thế này để phục vụ cho bà con ha. Thì dầu chứ này là chị 21 vị thuốc bắc là chị rất là nhiều bệnh nha, những cái bệnh dịch bệnh của Nhật Bản nè, rồi của bên nước Anh nè, hiện bây giờ là dịch bệnh nó bệnh tràn lan hết trơn, lâm sàng 24 giờ chết đó quý vị. Bây giờ dầu Quốc Tạo sẽ ngừa tất cả các bệnh dịch bệnh luôn đó quý vị. Có nhiều cô bác dùng dầu Quốc Tạo là tới thời điểm này là chưa có bị bệnh luôn nha, vẫn ở trong vùng dịch luôn, là bảo vệ của bên vùng dịch luôn mà không có bị bệnh luôn đó quý vị. Thì bà con ở đây thì khỏi nói đi, sống ở trong cái môi trường này làm sao mà dây quýt mà nó vô nổi. Không, vậy thấy không, bây giờ là dặn thì lúc trước thì bà con nói là dặn nhẹ tay quá rồi nó đổ, thì sau này thì dặn cứng lại thì bà con nói là dặn cứng quá là thanh niên tháo không ra, thì bây giờ chúng tôi dặn trung bình lại đó, bây giờ lại đang dặn chế độ trung bình lại ha. Đó, đây nhóc người làm, thấy không, qua nhiều rất là nhiều khâu luôn, rất là làm từ sáng tới giờ rất là nhiều khâu mới ra được tới cái khâu dầu như thế này, chứ không phải mà vừa bay vô mà có khâu dầu gì đâu nghe quý vị. Đây là coi 2, 4, 6, mười mấy người, gần 20 người luôn. Cái khâu làm ở đây nè quý vị. Rồi quý vị nào nhanh tay nha, bây giờ mình dịch bệnh tới rồi, mình mua dầu đặng mình ngừa dịch bệnh nha, để bảo vệ gia đình của mình khỏi dịch, phòng bệnh hơn trị bệnh nha quý vị. Rồi Quốc Tạo xin chào bà con, bà con nhanh tay nha, để mình đặt dầu đặng có những sản phẩm tốt đem về bảo vệ gia đình nha bà con. Chứ này là có 3 vị hương lặng. Thì bà con muốn cần lấy vị hương nào thì bà con liên hệ với Quốc Tạo sẽ không nói trên cộng đồng mạng nha. Nó vậy thấy không, dặn bằng cái công cái cây đó, dặn vừa tay hết cô, dặn vừa tay rồi quý vị, dặn vừa tay thôi nó vậy đó. Sợ dặn mạnh quá bà con không có mở ra nổi, còn dặn ít quá thì nó bị đổ ra, nó khó vậy đó. Dầu cái này quá tốt à, đứng ở ngoài không mà nó mùi hương mà nồng nặc, nó đang chảy mồ hôi luôn á. Rồi thôi chào bà con luôn nha.
Đây nè quý vị, đây là nhà của Quốc Tạo nha quý vị. Quốc Tạo cũng có mới làm cái chữ Nam Mô Di Phật quá im quý vị ơi. Ở sau ban đêm thì nó có đèn lên, học sinh đi ngang thì ưa kia ưa niệm Nam Mô Di Phật. Nam Mô Di Phật vậy đó quý vị. Cũng mong rằng cho bà con rủ nhau niệm Phật là liên đài ắt lên nha. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Chào bà con.